tranh này là vẽ về ai cho mẹ cho mẹ hả bức tranh này vẽ về gì nói cho mẹ nghe cái đó là cái gì đây là đấm mây đấm mây đây là ông mặt trời dựng lên mẹ mới thấy đây là ngôi nhà của khổ cửa khổ ngôi nhà của ai của mẹ đây là đây là cánh cửa đây là cái nhà lóc nhà ừ. đây là cái cây ừ. đây là cái ba lúa ba lúa nhà ai vậy? nhà ngoại vậy hả cái đường lỗ ồ oh, giỏi quá thật tuyệt vời cảm ơn con